nhu cầu về BTC đang tiếp tục tăng mạnh, đẩy số vốn bị khóa on-chain hay còn gọi là TVL lên hơn 100 tỷ USD. Các công ty khai thác BTC hàng đầu đang tích cực rót vốn vào việc đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị để kiếm nhiều BTC hơn trước thềm halving sắp tới. Quá trình KYC tiếp tục ghi nhận những thay đổi tích cực trong bối cảnh Pico Team nỗ lực hoàn thiện mạng lưới trước thềm P-Day diễn ra vào ngày 14 tháng 3 tới. Sau đây, mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. Tác giả cuốn sách nổi tiếng Cha giàu cha nghèo Robert Kiyosaki đã tiếp tục đưa ra những dự đoán đầy táo bạo về giá BTC. Tác giả nổi tiếng cho rằng BTC đang bước vào giai đoạn thành công rực rỡ. Ông nhấn mạnh rằng sự trì hoãn là sai lầm lớn nhất mà các nhà đầu tư có thể mắc phải, thúc giục họ bắt đầu mua BTC ngay cả khi chỉ với 500 USD. Kiyosaki cũng dự đoán rằng BTC đang trên đà đạt 300.000 USD trong năm nay. Giá BTC đã tăng vọt trong tuần này, phá vỡ mức cao kỷ lục được thúc đẩy bởi nhu cầu lớn đối với các quỹ Bitcoin Spot ETF. Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ SEC chấp thuận, tác giả nổi tiếng đã liên tục ủng hộ BTC như một biện pháp bảo vệ chống lại sự xói mòn tài sản do Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, các chính sách của chính phủ và các nhà tài trợ phố Wall gây ra. Vào tháng 1, ông đã cảnh báo các nhà đầu tư về khoản nợ quốc gia ngày càng tăng của Hoa Kỳ và đề xuất mua BTC như một biện pháp bảo vệ tiềm năng. Nhu cầu về BTC đang tiếp tục thúc đẩy tâm lý xung quanh ngành công nghiệp tiền điện tử, đẩy số vốn bị khóa on-chain hay còn gọi là TVL lên hơn 100 tỷ USD vào ngày 9 tháng 3. Theo dữ liệu từ DeFi Llama, TVL toàn cầu trong các giao thức tài chính phi tập trung đã đạt 100,1 tỷ USD với khối lượng hơn 10 tỷ USD được ghi nhận trong 24 giờ qua. Giao thức stake thanh khoản Lido đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 38,7 tỷ đô la bị khóa on-chain. Theo sau là hệ sinh thái staking Agen Layer và giao thức AVE với hơn 11 tỷ đô la bị khóa tương ứng. Đây được xem là lần đầu tiên sau 2 năm, DeFi TVL vượt mốc 100 tỷ USD. Sự gia tăng được thúc đẩy bởi tâm lý tích cực trở lại đối với thị trường tiền điện tử kể từ khi quỹ Bitcoin Spot ETF ra mắt vào tháng 1. CEO Sam Altman đã chính thức trở lại hội đồng quản trị OpenAI sau một loạt sự kiện đầy sóng gió vào tháng 11 năm ngoái, nơi ban đầu anh ta bị sa thải khỏi công ty và chỉ được phục hồi trong vài ngày. Theo một tuyên bố được công bố vào ngày 8 tháng 3, Altman đã được khôi phục vị trí tại ban giám đốc của công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI cùng với 3 thành viên mới. Chỉ 4 tháng trước, Altman đã bị loại khỏi hội đồng quản trị và bị sa thải khỏi vai trò giám đốc điều hành của OpenAI trong một thời gian ngắn với cáo buộc không nhất quán thẳng thắn trong việc giao tiếp với hội đồng quản trị. Tuy nhiên, các nhân viên của công ty không hài lòng với quyết định này. Với 505 trong tổng số 700 nhân viên đã ký thư gửi hội đồng quản trị yêu cầu cho họ từ chức. Cuộc đình công quy mô này đã buộc hội đồng quản trị khôi phục vị trí CEO của Sam Altman. Quá trình KYC tiếp tục ghi nhận những thay đổi tích cực trong bối cảnh Pico Team nỗ lực hoàn thiện mạng lưới trước thềm P-Day diễn ra vào ngày 14 tháng 3 tới. Theo một báo cáo mới nhất từ P-News, trích dẫn một tuyên bố từ MotP cho rằng một lượng lớn Pioneer bị mắc kẹt trong quá trình phê duyệt KYC hiện đã được xác minh đầy đủ. Trong thời gian tới, dự kiến sẽ còn nhiều trường hợp tương tự sẽ được giải quyết triệt để. Đây được xem là một bước tiến mới trong việc hoàn thiện tiến trình KYC, một trong những vấn đề nan giải đã kéo dài khá lâu trong không gian P Network, đồng thời cũng là một nút thắt khiến việc Open Mainnet chưa được thực hiện. Song song với những tín hiệu tích cực này, những dữ liệu mới nhất từ PDOR đã cho thấy hiện đã có 4,5 triệu ví được di chuyển sang Mainnet. Mặc dù con số còn khiêm tốn, song tốc độ đã có phần được cải thiện, dự kiến sắp tới số lượng ví Mainnet sẽ tiếp tục gia tăng. Các công ty khai thác BTC được cho là đang đầu tư hàng tỷ USD vào thiết bị và tiêu thụ năng lượng với tốc độ kỷ lục để tối đa hóa lợi nhuận trước sự kiện halving sắp tới, dự kiến diễn ra vào tháng 4. Theo Bloomberg đưa tin, sự hồi sinh trong hoạt động khai thác BTC chủ yếu được thúc đẩy bởi sự phục hồi về giá của tiền điện tử này. Tài sản kỹ thuật số lớn nhất thế giới tính theo vốn hóa thị trường gần đây đã phá kỷ lục cao mọi thời đại sau khi mất 64% giá trị vào năm 2022 do tình trạng bất ổn trong ngành. Sự hồi sinh này càng được thúc đẩy hơn nữa nhờ sự ra đời của các quỹ Bitcoin Spot ETF và hiệu ứng tích cực xung quanh sự kiện halving. Các tập đoàn khai thác hàng đầu như CleanSpark và Riot Platform đã dẫn đầu mùa khai thác này
khi tập trung đầu tư chung hơn 1 tỷ USD vào các dàn khai thác tiên tiến. Chỉ trong tháng vừa qua, báo cáo cho biết hoạt động khai thác BTC đã tiêu thụ một lượng điện năng đáng kể 19,6 GW, lập kỷ lục mới về mức tiêu thụ năng lượng. Thị trường tiền điện tử chiều nay đã tiếp tục chứng kiến sự phục hồi, vốn hóa toàn cầu vào lúc 18:30 là 2.769 tỷ đô la, tăng 1,6% trong 24 giờ qua. Bitcoin trao đổi tại 69.739 đô la, tăng 2% trong ngày. Ethereum đổi chủ tại 3.940 đô la, mất 0,5% giá trị. Binance Coin giao dịch tại 533 đô la. CryptoLickVan xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe bản tin của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.